Trung xin chào tất cả anh em nhé. Cuối tuần rồi, Trung làm một cái video tổng hợp. Video tổng hợp những cái món đồ đã ở nhà đang còn nhé anh em. Với lại gửi một vài dòng thông báo đến đến anh em dặn món này món kia các kiểu ấy. Thì đây, đầu tiên mình nói về cái con máy 6 đây. Hôm qua nay cũng có hai ba anh em gọi đến vấn đề cái con Nissan 6 này. Bảo là nhấc máy lên rồi mở các te cho anh em xem. Thấy con máy này nó giá nó cao hơn những con máy Trung Quốc nên anh em cần biết code của nó các thứ thì cho chắc chắn ấy. Thì mình có hứa mình mở mà hôm qua đi cả ngày luôn, không có nhà, không làm gì được hết á. Hôm nay về xong các cái công việc mà mua bán cẩu lung tung cò kéo ở Bình Tân xong rồi về rồi làm cái video tổng hợp lại rồi xong rồi mình bắt tay vào mình mở. Trên video này mình giới thiệu những cái món còn đang có nha anh em, đang có ở nhà còn bao nhiêu này. Cái đít máy cài thì xúc lật nên nó còn thừa được một cái cặp bánh mang xuống để bắn lấy cái bánh vỏ lớp ra này, mòn rồi 16/9/2018 vỏ mòn hết rồi, nhưng mà hơi còn căng đét lạnh. Qua này chưa có cái đầu tiếp số 29 này, chưa có bán ra được này. Nhà số nào cũng có riêng số 29 không có, chưa có lấy ra được. Đây mình đi từ đầu nhé. Anh em hỏi về cái Kubota 3 máy thì ở đây mình có con Kubota 3 máy dự định là giả lấy phụ tùng đấy anh em. Nổ máy thì hy vọng cái con này nó nổ được, nổ không được chưa. Trước khi mình giả mình cũng nổ máy nữa. 3 máy 82 ly. Đầu trâu là của lẻ 2 nhé. Đầu trâu bánh đài này là đài của lẻ 2 này, để chuyền này. 3 máy 82 ly. 1.299 này. Chất thì mình không biết đâu. Con này nó đi với cái bơm. Cái bơm có lọc nhìn đẹp quá. Bơm Kubota là có lọc luôn. Anh em xem có cần nguyên con hay là nắp mặt máy hay là lóc gì đấy. Ví dụ như đang chạy 2276 cảm thấy nó yếu muốn lên máy nhưng mà tận dụng lại cái nắp cũ đang có bánh đà, mâm ép rồi đầu trâu quạt gió các thứ là đang có mà chỉ có mua cái cục lóc 82 ly thôi để lên cho nó nhẹ tiền một tí đấy. Thì để mình test máy nổ xong thì mình vẫn bán. Nói chung là bán nửa cái máy vẫn được. Vẫn bán được nhé. Anh em cần cái món gì trên cái động cơ thì mình sẵn sàng mình trả ra. Đây. Lóc của Isuzu này. Isuzu này. 3 máy 86 ly này. Lóc này lóc 7 mình mới trả ra chưa có mang vào. Còn đây là lóc dân. Máy dân nhé anh em. Con này là máy 7 này. Con này có một cái trái nó bị rỉ nước, ố nước một ít rồi. Con này là 2004 này, 2004, 2005, 2010 là chung, xài chung cái lóc này. Rồi. Còn cái món gì nữa? Quay lại cái con này một phát một, nó nằm yên vị ở đó để mình làm. Đây cái đôi bánh lốp nha nè. Đôi bánh lốp anh em có cần xài hay không? Cái món này hay này, cái món này là nó của cái cầu đấy, đây là nó y hệt như cái đít máy cài bình thường thôi. Trong này nó có cái cần số này, số là 4 tầng, 3-4 tầng gì đấy, cốc cầu trước này, lắp cái láp ra cầu trước, đúng đồng tua luôn nhé nè, đúng đồng bộ của một con xe đồng tua luôn đấy. Có khóa sai, có phanh dầu trong, phanh đĩa trong ấy, mặt trời trong này. Đít này thì nó chắc nó như nếu mình nói về kích thước nó tương đương với Ford 3006 ấy. Cầu trước của nó đấy một bộ. Rồi mấy con máy này thì mình có đăng ngày hôm qua hôm kia. Cặp kính hậu của Sibai này. Đây con Isuzu 3510 chưa có thời gian test nó luôn. Đang dọn lắp mấy cái cổ gió các thứ cho nó đủ, mấy cái món lốp B đều cần phải mở ra kiểm tra. Kiểm tra hết rồi mình mới cho nó nổ. Đang dọn thấy cũng còn liền đấy. Cái loại 3510 này là 86 cổ cao chứ nè. Cổ cao chứ không phải cổ lùng. Cái con kia là lóc kia là 86 cổ lùng đấy. Loại này hành trình của nó một tấc lá 2. Cổ lùng thì hành trình của nó là 92 ly. 3AB này. Con này đang đi đề thẳng. Không đề thẳng thì đúng nguyên bản của nó đấy. 3510 cái máy dung tích xi lanh nó lớn hơn 3910 nha. Hai cái đầu
hai cái đầu nén màu đỏ này thì bán cho anh bạn mối quen ở Gia Kiệm rồi, còn lựa hai ba cái ống gì đấy để cho lắp cho anh em cho nó đủ đồ rồi mình giao đi. Rồi bên đây thì còn một số cái két nước như nè, két nước nhỏ nhỏ có máy 3 máy 4 mini, trong đó két 3 tiếp 4 tiếp 2 tiếp gì đó có trong đây đấy, còn có được mấy cái két nước. Bên kia còn mấy cái món này là cũ có mới có nha, so với cái lật đặt video tổng kết lần hôm trước thì bán đi một số rồi, một số còn tồn lại rồi về một cái số khác, nay thì còn được mấy con thôi. Bán đây còn một cái hộp số của 490, hộp này là mới 100% nhé nè, hộp này là mới 100% lắp trên xe chưa dùng luôn, phao 490 nhé. Đầu trao đầu đầu mặt bích này hai tầng này, bốn ốc lớn bốn ốc nhỏ này, chưa dùng luôn, chưa sử dụng luôn, Trung Quốc. Phao 2,5 tấn, phao 3,5 tấn, cái gì đây, Isuzu 3,5 tấn, Mitsu 3,5 tấn, cái Mitsu M25 này, con này là số 6 số Trung Quốc, 4,5 tấn gì đây, hộp số thấy nó to như hộp số lớn hơn cả hộp số Hyundai 5 tấn nè. Rồi bánh lớp thì không có gì mới hết, động cơ cũng không có gì mới hết. À, anh em hỏi cái con 1 tấc 24 đây, đây hình dáng của nó đây, 1 tấc 24, thiếu 6 cây bét mà để từ năm não năm nào đến nay luôn, nổ rồi bị khói bét, gửi mấy cây bét đi làm xong mất tích mấy cây bét luôn rồi, chưa có thời gian mà đi tìm đi lấy nó lại nữa. Hino EM100 nhé nè, EM100 đủ đồ hết á, chỉ thiếu mấy cây bét thôi là nổ thôi, không có hơi thừa. Cốt thì mù, mấy con này hết đời thì cốt nó mù hết đi. Daewoo Trung Quốc Nissan 6. Cái phần cầu xe với ti thì nó cũng y như cũ thôi, không có, chỉ có thêm số lượng thôi chứ không có gì mới hết. Đây bô e bô lửa thì mình gỡ được thêm một đống này nè, bô e bô lửa các thứ có bán đi một ít vẫn còn lại. Anh em có rảnh thì đến nhà lục đồ, thùng dầu có thêm được mấy thùng nữa, anh em có rảnh thì đến anh trai đang cắt đầu ra đây nè, đây là mặt cam Isuzu Isuki xài chung nhé nè, của đời 86, 83, 80, 80, nói chung là từ C201 tới 240 đấy. Rồi đây có cái turbo bị hư nhá, turbo này bị hư anh em về phục hồi xài lại turbo của Isuzu máy 3 nhá, nó bị rơ lắc rồi, anh em phục hồi lại xài được. Cốt Isuzu Estrada này, cốt máy 3 Estrada 86 này, nắp 86 này, nắp 86 xài chung hết những máy các đời 86 nhá. Rồi mặt cam không có bơm này, này mặt cam này có bơm nách. Hai cái củ đề Isuzu hoặc là Isuzu, một đề bãi, một đề dân, nắp máy 2. Ở đây mấy cái bơm này thì cũ rồi, đây có cái bơm này mình tháo mấy gạt mới này. Bơm mới này rồi nắp flat của 3T84 này. Rồi cái bơm lá bơm gì đó không biết nữa. Nằm trong đó. Bơm 2 tầng, bơm lốc lạnh, bơm trợ lái, MF, motor đùi, motor gì đấy. Heo máy 3, dân heo máy 2, 7 đây. Heo 7 nhìn nó khác, heo 7 nhìn nó khác xa nhé nè. Đây này. Chất lừ luôn. Con bơm dời. Ngăn kéo này. Năm tay cẩu này, năm tay cẩu này, hai cái này là hàng bãi này, hàng bãi. Còn hai cái con này là bốn tay dân nhé, bốn tay dân, bốn tay hàng dân này. Đấy, bên kia mình có sắp một cái cây bảy tay nằm bên đó nữa kìa, 7 hay 8 tay gì đó, mình đã sắp giống như cái con hôm trước mình sắp ra, mình sắp 7 tay của con xe cuốc bên đây nè, bên đó mình sắp lại rồi đấy. Cái nào nguyên bản thì mình nói nguyên bản, món nào thì sắp chế chơi thì mình sắp đây nè.
con này nguyên bản của cậu. Rồi co rắc nối thủy lực nhiều lắm, rất là nhiều luôn, bơm xăng bơm điện còn chắc cỡ bơm điện chính thưa các loại, hai loại chính là Mitsu với lại thằng Denso nha, là 12V, có mấy cái 24V đó mà đa số là 12 hết, còn khoảng chục con. Bơm hai tầng này, mấy cái cây đầu chế nhông van thì chắc cỡ hai ba thùng van co, van thao này nhiều lắm, từ món nhỏ cho đến món lớn lung tung hết. Đây là khớp nối thể lực các thứ này, nhông chế anh em có lựa cần nhông chế các kiểu. À đây còn nữa này, van chống lúng này, van chống lúng dân có, bãi có, cái loại gì mà lạ kỳ lạ lùng gì cũng có này, không hiểu luôn. Anh em thợ thì cần dùng ngay cái món nào thì biết cái món nấy chứ, đến trực tiếp mà lựa chứ không phải cái món nào mình cũng biết hết đâu, có những món giả ra mình cũng không biết nó là gì luôn. Công tắc một ngăn này có xì tê đầy đủ, mình còn hai con nữa chưa mang về, hai con rồi lọc thủy lực, lọc công tắc lung tung hết rồi, buông lông bãi đó anh em, mình rã máy ra đấy. Cái này là tắc kê của em ép mà trồng gan đây nè, em ép mâm tạ đây nè, nó đó mấy cái bộ côn của máy càng. Đây có cái turbo máy 6 bị hư hỏng, trời có con tắc kè này, không con kỳ nhông, cái turbo hỏng, anh em có muốn chế đồ chơi gì đó thì nghiên cứu chế. Rồi nói chung là chung giới thiệu sơ sơ qua như vậy, không có chi tiết hết từng món được, lâu lâu cái mình làm một cái video tổng hợp như vậy thôi. Này, ngăn kéo điện này, ngăn kéo điện còn mấy thùng đây nữa này, đồ đạc để ngổn ngang lắm anh em à, không có nhớ hết luôn. Mấy cái đầu nén khủng long như con voi đây nè, 40-50 kg một đầu, 10 đầu trời nè. Cuối video giờ xách máy lên để giả nha. Cái súng nhỏ ra